Sáng nay, Quận ủy Hải Châu, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 10 mở rộng, sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý tư năm 2022. Theo đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình các mặt công tác của Đảng bộ quận Hải Châu có nhiều chuyển biến tích cực, các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Nổi bật là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, tập trung thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo chỉ đạo của thành phố, gắn với phát huy vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân. Kinh tế tăng trưởng khá so với cùng kỳ, thu ngân sách 9 tháng đạt 1.063.994 triệu đồng, vượt dự toán thành phố giao, duy trì thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thời gian tới, Quận ủy Hải Châu tiếp tục tập trung công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của năm 2022, tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, đề án cải cách hành chính, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch và tiêm chủng vaccine.